Ok, chào mọi người. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với danh sách số điện thoại hoặc là email có sẵn. Thì tệp số điện thoại hoặc là tệp email này mọi người có thể thu thập được từ data số điện thoại khách hàng cũ hoặc là email cũ của khách hàng, hoặc là mọi người có thể thu thập được từ một danh sách nào đó bất kỳ. Thì phần mềm này nó sẽ giúp mọi người là quét ra những cái đối tượng mà sử dụng bằng những cái số điện thoại hoặc là email đó, sau đó thì kết bạn với những cái đối tượng này. Thì sẽ bao gồm 4 bước như sau. Thì như thường lệ, mọi người bật phần mềm và sử dụng cái tài khoản cần để kết bạn. Thì em sẽ bật phần sử dụng cái tài khoản này. Ok, sau bước 1 thì bước 2 thì mình sẽ chuẩn bị tệp số điện thoại hoặc là email. Thì lưu ý là định dạng TXT. Và em có chuẩn bị một cái file có sẵn này, file số điện thoại này. Ok, file này file số điện thoại và file notepad. Thì định dạng của nó là 09 này. Ok, 09 hoặc là cộng 84 đều được. Đối với tệp email thì tệp email thì mỗi email một dòng, và email là email đăng ký Facebook, tức là Gmail, Yahoo Mail hoặc là một số cái mail khác. Ok, mình sẽ thực hiện sau bước thứ hai rồi. Bước thứ ba, sau khi đã chuẩn bị tệp thì mọi người chọn ở mục file và chọn mở file số điện thoại hoặc là email. Ok, ở mục file này, mở file số điện thoại hoặc là email này. Đây, desktop này, em sẽ sử dụng cái file số điện thoại này. Ở cái file số điện thoại này em có chuẩn bị một khoảng 100 số. Thì để xem phần mềm nó sẽ quét ra bao nhiêu số, bao nhiêu cái tài khoản sử dụng. Ok, thì đây nó ra 84 người, tức là tỷ lệ khoảng 84%, khá cao. Ok, đây là đối với cái tệp số điện thoại. Tệp mail thì mình cũng tương tự thôi. Đây, tệp email này, em cũng đã chuẩn bị sẵn cái tệp email này khoảng 100 email, thì không biết là ra khoảng bao nhiêu người. Ok, tầm đâu đó khoảng 70 người. Ok, trước khi kết bạn thì mình sẽ log trùng. Có một vài người bị trùng. Ok, sau bước 3, từ bước 4 thì mình sẽ ấn nút kết bạn và chờ phần mềm chạy, thế là xong. Ok, kết bạn. Mình sẽ chờ chắc xem là nó có kết bạn thành công hay không. Ok, kết bạn thành công này. Ok, như vậy là mình đã xong được 4 bước kết bạn với danh sách số điện thoại hoặc là email có sẵn. Thì tương tự những cái tab khác thì mọi người cũng dùng như vậy để kết bạn. Đối với những cái tab nhiều thì mọi người có thể dùng phần mềm chia file. Ok, chào Hồng Thành để kết bạn xong cái tập này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.